Những bài học cuộc sống sâu sắc bạn chỉ nhận ra khi đã 30 tuổi. Những trải nghiệm suốt 30 năm đã mang lại cho chúng ta những bài học cuộc sống quan trọng, là hành trang cho chúng ta trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. 1. Thà vất vả, chứ đừng ham muốn hưởng lạc. Con người ai mà lại không thích được an nhàn hưởng lạc. Nhưng không có lao động, chúng ta lại sống cuộc sống vô định, không có ý nghĩa trong cuộc đời này. Bài học cuộc sống suốt 30 năm chỉ cho chúng ta biết rằng chính những khó khăn vất vả mới đủ tôi rèn ý chí, giúp chúng ta tăng kiến thức, trải nghiệm để trưởng thành hơn. Nếu chỉ ham muốn hưởng lạc, chúng ta dễ dàng trở thành quân cờ trong tay người khác, mặc cho họ sai khiến để mình phải nghe theo. Vì vốn trên thế giới này không ai cho không ai điều gì. Người duy nhất yêu thương bạn vô điều kiện chỉ có bố mẹ bạn. Vì thế, để thoát khỏi mọi cám dỗ không phải là dễ, nhưng đừng mong cầu quá nhiều và đủ nghị lực, tự tin vào bản thân, chúng ta sẽ làm được. 2. Không có điều gì thực sự chắc chắn cả. Chỉ khi quyết định chọn một con đường mình đi, bạn mới biết nó dẫn mình tới đâu, chứ không thể ngồi một chỗ mà đoán già đoán non về tương lai của mình. Kể cả khi quyết định yêu ai đó, dù rằng chúng ta mong rằng tình yêu đó là mãi mãi, nhưng khi bước cùng nhau trên từng chặng đường, chúng ta mới biết tình cảm đó rồi sẽ dẫn mình tới đâu. Vì thế, yêu ai đó hết lòng không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được lại những gì bạn muốn. Có được danh tiếng và tiền tài không đảm bảo bạn sống hạnh phúc trọn đời. Điều bạn có thể là kiểm soát, điều chỉnh cách nghĩ, cách phản ứng của mình trước mọi vấn đề. 3. Dù thông minh, giỏi giang đến mấy, chúng ta vẫn có thể phạm sai lầm. Tuân theo quy luật của tự nhiên, không có gì hoàn hảo cả, mà chúng ta đang cố gắng hướng tới sự hoàn hảo mà thôi. Vì thế, giữa thế giới biến đổi khôn lường, dù bạn có giỏi đến đâu, cũng không biết trước hết được mọi tình huống. Biết được điều này, chúng ta luôn ở trong tâm thế đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra. Bạn nhiều kinh nghiệm, nhưng những trải nghiệm đó chưa bao giờ là đủ để bạn xử lý tất cả mọi tình huống. Thế nên, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, ham học hỏi để đón nhận những kiến thức mới mẻ trong cuộc sống bao la, rộng lớn này. 4. Thà giả nghèo chứ đừng khoe của. Nếu có tiền, có của, đừng khoa trương ra ngoài. Vì nếu có người ngưỡng mộ, làm thân với bạn, thì họ cũng chỉ đến với bạn vì tiền. 4. Thà giả nghèo chứ đừng khoe của. Nếu có tiền, đặc biệt trong tình trạng xã hội hỗn loạn như hiện nay, khi tiền bạc được đề cao quá mức, thì số những người toan tính vụ lợi ngày càng nhiều hơn, thì sự chân thành càng trở nên xa xỉ. Thế nên, đừng tỏ ra mình là một người giàu có, đừng bao giờ thể hiện mình là một người có nhiều tiền, ngay cả khi bạn thực sự là như vậy. 5. Chấp nhận rủi ro, dám ra quyết định. Nếu cuộc sống trải toàn hoa hồng, thì còn điều gì là thú vị? Nếu mãi nằm trong chăn ấm đệm êm, thì còn lý do gì nữa bạn phải trưởng thành? Bài học cuộc sống chỉ ra rằng, trước bất cứ quyết định nào, hãy chấp nhận cả rủi ro trong đó để có thể ra quyết định dứt khoát hơn. Hãy thử tưởng tượng bạn đang bơi giữa dòng nước, nhưng vì không biết quyết định nên quay về bờ hay sang bờ bên kia, thì bạn sẽ dễ bị kiệt sức và nước quấn đi, vì không thể quyết định mình nên làm gì lúc này. Tuy nhiên, đừng ra quyết định một cách tùy tiện. Chấp nhận rủi ro không có nghĩa là bất cẩn và thiếu suy nghĩ. Bạn nên học hỏi, có chọn lọc những kiến thức, những trải nghiệm cho riêng mình trước khi dấn thân vào rủi ro. 6. Mua danh chuộc tiếng, bán rẻ bản thân là điều không đáng. Bài học cuộc sống cho chúng ta nhận ra rằng ai cũng muốn danh lợi, nhưng vì nó mà bỏ đi tất cả những thứ khác là điều ngu ngốc nhất mà chúng ta đã quyết định. Đừng dùng tiền bạc hay hy sinh những người thân yêu để khiến mình được thăng tiến, phú quý. Đôi khi cuộc sống bình thường lại là một điều hạnh phúc. Rất nhiều người mong muốn nhưng chẳng thể có được. Lừa gạt, mua danh, chuộc tiếng sẽ khiến thể xác và linh hồn bạn mệt mỏi, gây chuyện thị phi và gieo gió gặt bão. 7. Thà tự tin chứ đừng mù quáng bi quan. Tự tin vào bản thân mình là sức mạnh để bạn có được mọi thứ, thậm chí
nếu sự tự tin có chút mù quáng, thì cũng đừng vì thế mà khiến bản thân bi quan, tiêu cực. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được điều đó. Chỉ cần một phút mất niềm tin và có thể đánh mất tất cả. 8. Thà khỏe mạnh còn hơn công danh lợi lộc. Bài học cuộc sống suốt 30 năm dạy cho chúng ta biết rằng sức khỏe là điều vô cùng quan trọng, thậm chí có thể là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Cho dù bạn có nhiều tiền bạc, nhà cửa, chức cao vọng trọng đến đâu, nhưng một khi nằm viện vài tháng, bạn sẽ nhận ra mình cũng vô dụng như bất kỳ ai. Vì thế, đừng vì mải mê chạy theo tiền bạc hay công danh mà bỏ qua cả việc chăm sóc sức khỏe.